chuyên mục ô tô của biển xe.net sẽ gửi đến các bạn cách khử mồ hôi của cái hệ thống điều hòa trong ô tô. Chúng ta đã biết rằng là sau một thời gian đi thì là cái rong rêu, cái mốc nó bám vào cái dàn lạnh làm cái mùi rất là hôi. Thế thì chúng ta khử như thế nào? Thì hôm nay clip của chúng tôi sẽ giới thiệu và mong các bạn ủng hộ. Thao tác đầu tiên là anh em nổ máy và bật điều hòa lên nhé, để chế độ 20 độ gì đó. Sau đó là bắt đầu ta chờ cái máy phun khói. Anh em đây là cái máy khử mùi nhá. Sau khi đổ dung dịch tẩy vào đây là máy nó đốt nóng lên đấy thôi. Bây giờ ấy ạ. Này anh em nhìn nhá, xe trong này quái mù mịt luôn. Và anh em nhìn nó khói mù mịt bên trong. Và chúng ta phải đợi khoảng tầm 10 phút để cho cái khói ở trong kia là hết. Ô, hôm nay rất là vui là có một anh em đoàn vượt này. Đoàn vượt đang đi trên đường này, chắc là đi ra Cát Bà thôi. Các bạn ạ, rất là thơm. Tức là chúng tôi đã khử xong. Và đây là một trong những cách khử mùi và điều hòa hiệu quả. Và rất mong là các bạn ủng hộ chúng tôi trong những chương trình tiếp theo, để chúng tôi có động lực làm những clip hay hơn gửi đến các bạn đam mê về ô tô, đang sở hữu ô tô hoặc chuẩn bị sở hữu ô tô. Biển Xanh Trên Nét xin chào và hẹn gặp lại.